Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với anh em, tất cả những anh em mà chưa có điều kiện mua tài liệu cái sơ đồ mạch điện tốc độ của dòng xe Grande 125 đời 2019. Thì vào đầu video thì cũng xin cảm ơn anh Hòa, anh ở Đắk Lắk, anh quyết định ủng hộ đại lý của mình một bộ máy Motosikentap. Thì có thể nói là cũng lâu rồi anh cũng đã theo dõi kênh của mình, đúng không ạ? Và anh cũng đã nghiên cứu tất cả các dòng máy đấy và suy đi tính lại đắn đo, thì cuối cùng anh đã chọn cho mình một bộ máy Motosikentap. Đấy, có thể nói là máy Motosikentap là một cái bộ máy chẩn đoán lỗi xe FI có thể nói là hàng đầu trên thị trường hiện nay, mà rất nhiều anh em cũng muốn có được cái bộ sản phẩm này, đúng không ạ? Vậy thì vẫn như tất cả những anh em trước thôi, mình vẫn quyết định tặng anh 5 tập sách sơ đồ mạch điện lẻ in màu các dòng xe FI. Đấy, thì anh vẫn nhận được 5 tập sách như thế này đấy, và anh về anh tham khảo nhé. Đấy, còn những anh em mà có nhu cầu về sách thì anh em cứ liên lạc với mình. Một số anh em vừa rồi là có mua 5 tập sách của mình đấy, và mình đã lưu số điện thoại cũng như địa chỉ của anh em rồi. Đấy, thì vừa rồi có 4-5 anh em đã quay trở lại tiếp tục mua máy đọc lỗi ở chỗ mình, thì mình lại trừ tiền sách đi cho anh em nhé. Đấy, thì coi như là sách đó mình tặng lại anh em đấy, mình trừ vào tiền máy luôn đấy. Cho nên là nhiều anh em mà chưa có điều kiện mua máy thì anh em vừa rồi đã quyết định mua sách trước đấy, và khi anh em đã có điều kiện anh em mua máy đọc lỗi cho mình thì mình lại trừ tiền sách cho anh em, coi như sách đó mình tặng anh em nhé. Đấy, thì anh Hòa, anh ở đây rồi, anh Hòa, anh ở xã Cư Pông, huyện E Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Anh quyết định sắm cho mình một bộ máy Motosikentap. Thì với bộ máy Motosikentap từ đại lý của mình gửi tới anh em thì là cái phiên bản này là phiên bản dùng trọn đời, anh em không phải trả phí hàng năm nhé, anh em cứ dùng thôi đấy, không phải trả phí. Thì với phiên bản này của nó là gì, 17.300.000 đồng anh em nhé, 17.300.000 đồng. Còn máy tính bảng thì anh em tự mua tại địa phương chỗ mình sinh sống, thì không may mà máy tính bảng nó có bị lỗi cần bảo hành thì anh em ra tại địa phương mình em bảo hành, nó rất là dễ thuận tiện, anh em không phải gửi đi gửi lại, nó mất phí gửi cũng như là mất thời gian, đúng không ạ? Đấy, nó tiện cho anh em hơn. Đấy, thì mình để đây, mình sẽ chia sẻ với anh em sơ đồ mạch điện xong thì mình sẽ đóng gói và để gửi tới anh, đúng không ạ? Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn một số anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, vừa là mua sách này rồi mua máy đọc lỗi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với mình nhé, mình sẽ gửi sách cũng như là máy tới địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Thì bây giờ mình quay trở lại với lại cái sơ đồ mạch điện này, thì mình cũng đã lên sơ đồ đây rồi, để mình chỉnh cái máy quay cho nó chuẩn một chút đấy nhé. Đấy, thì mình cũng đã lên cái sơ đồ mạch điện đây rồi, thì anh em nhìn thì thực chất thì cái mạch điện của cái mạch điện báo tốc độ của cái dòng xe này thì nó đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, nó không có cái gì là cái phức tạp lắm. Thì điện là ắc quy âm 12V được nối ra mát bằng dây màu đen, điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ và đi qua cầu chì chính 15A, và gì từ cầu chì chính 15A này đi ra vẫn bằng dây đỏ sọc đen và tới ổ khóa điện. Khi ta bật khóa điện thì dây đỏ sọc đen đấy, đưa điện dương ắc quy tới dây nâu sọc đỏ và đi qua cầu chì phụ 7,5A. Và điện đi qua cái cầu chì phụ 7,5A thì đổi màu thành dây màu nâu và đi gì tới đồng hồ đấy, đi tới bảng đồng hồ luôn đấy. Từ ECM đi ra đấy, và mình mấy video trước mình viết là SGCU đấy, chính là bộ điều khiển máy phát khởi động đấy, nhưng mà thôi giờ mình lại
viết là ECM cho nó ngắn gọn đúng không ạ? Anh em cứ hiểu đó là cái nhiều anh em cứ gọi tắt là IC đấy cho nó nhanh nhé. Đấy. Thì điện từ ECM đi ra thì bằng dây màu vàng sọc xanh dương và đi tới đồng hồ tốc độ. Thì anh em biết là cái dây này là gì? Dây là đã được mã hóa rồi. Đấy, bởi vì đây này anh em nhìn này, bắt đầu phải xuất phát từ từ đây trước. Đấy. Cảm biến tốc độ, cảm biến tốc độ thì anh em biết rồi. Nó thường là hay gắn, ví dụ như dòng xe Blade, Lead thì nó hay gắn ở cái hộp lắp đấy nhá. Đấy, rồi xe Exciter vân vân thì nó gắn ở cái hộp số để nó có một đầu nó thò vào trong cái động cơ đấy để nó lấy nó cái những cái bánh răng hộp số này. Đấy, hoặc là ví dụ như dòng Honda thì bánh răng lắp đấy nhá, bánh răng hộp số lắp đấy. Nó quét nhá, nó cái đỉnh răng nó quét qua cái cảm biến tốc độ này. Đấy, để nó tạo ra những cái xung nhá, tạo ra những cái xung. Đấy, để gửi cái tín hiệu điện áp về ECM. Đấy. Và ECM này sẽ mã hóa nhá. Mã hóa. Đấy, nó sẽ mã hóa và nó gửi cái mã hóa này về cái đường dây này anh em này. Nó gửi từ cái ECM được mã hóa cái tín hiệu của cái cảm biến tốc độ này. Đấy, cảm biến tốc độ gửi tín hiệu điện áp về ECM và được ECM mã hóa nhá và gửi về đồng hồ tốc độ bằng cái dây vàng sọc xanh dương. Đấy, và đồng hồ tốc độ thì có cái con chip nó giải mã ra. Đấy, nó có con chip nó giải mã ra. Đấy, để cho ta biết được là cái tốc độ xe là bao nhiêu km/h đấy nhá. Đấy là cái cảm biến tốc độ để anh em cũng nắm được nhá. Thì với cái mạch này thì thực chất thì nó cũng rất đơn giản. Đấy, không có gì, nhưng mà mình cứ vẽ lên để cho những anh em chưa có tài liệu để anh em cũng tham khảo nhé. Đặc biệt là những anh em cũng đang học nghề, đúng không ạ? Anh em cũng có cái mạch điện để anh em biết được là cái mạch cảm biến tốc độ của những cái dòng xe. Đấy, đặc biệt là cái dòng xe Yamaha thì thường nó như thế này nhé. Đấy. Còn cái dòng xe Honda thì anh em biết là cái cảm biến tốc độ đấy thường nó đưa cái dây tín hiệu là đưa cái dây tín hiệu một dây về ECM của đồng hồ. Một dây tín hiệu đưa về ECM để phục vụ cái mục đích là dừng cầm chừng. Đồng thời cái dây tín hiệu nó rẽ về đồng hồ luôn nhá anh em nhá. Đấy, nhưng riêng cái dòng Yamaha này là dây tín hiệu đi về ECM. Đấy, và từ ECM đi tới đồng hồ lại là đã được mã hóa rồi, và đồng hồ có chip lại giải mã để mà có được cái tốc độ xe đấy hiển thị trên đồng hồ. Đấy. Và về cuối video thì anh em nào cần tài liệu này, rồi là máy đọc lỗi này, thì anh em vẫn cứ tiếp tục liên lạc với mình nhé. Đấy, thì mình làm video này thì cũng ngắn gọn thế thôi, để anh em chưa có tài liệu anh em tham khảo nhé. Còn với máy đọc lỗi thì đấy, anh em có cho mình những cái lựa chọn phù hợp cho cái cửa hàng của mình, đúng không ạ? Đấy, phiên bản tiết kiệm Motocan CE, rồi những cái phiên bản cao cấp thì anh em phải dùng Motocan 7 hoặc là một tô tab nhé. Anh em có cái lựa chọn cho nó phù hợp. Thì mình cũng xin tạm dừng cái video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.